top những tiểu thuyết hay nhất của bác Nguyệt Trường An 1, 5 năm bị đánh cắp. Chuyện kể về chuyện tình yêu của Hà Mạn và Tạ Vũ, cả hai kết hôn và cùng nhau đi hưởng tuần trăng mật. Không may, Tạ Vũ lái xe và gây tai nạn, sau tai nạn Hà Mạn tỉnh dậy đã không thấy bóng dáng người chồng của mình. Cô bị mất 5 năm ký ức kể từ khi cô và chồng đi hưởng tuần trăng mật, cả hai đã ly hôn và Tạ Vũ đã có người mới. Thế nhưng tình cảm của Hà Mạn với Tạ Vũ vẫn không thay đổi, cô không thể đối mặt với việc mình bị mất trí nhớ. Ngay sau đó, Cô điên cuồng đi tìm Tạ Vũ để tìm lại mảnh vỡ ký ức của 5 năm qua. 5 năm bị đánh cắp, bát nguyệt Trường An. Trong thời gian giúp đỡ Hà Mạn ổn định tâm lý, cả hai trở nên gần gũi. Tạ Vũ thấy được dáng vẻ vô tư của Hà Mạn không kiềm được lòng mà yêu cô lần nữa, tình yêu lại một lần nữa đến. Bước qua vô vàn thử thách, cả hai quyết định tha thứ cho nhau. Tưởng rằng cái kết hạnh phúc sẽ đến với họ nhưng rồi Hà Mạn lại xuất hiện di chứng tai nạn nghiêm trọng, cô lại quên đi ký ức của 5 năm trước kết cục cuối cùng họ có thể ở bên nhau hay không. Mời bạn cùng theo dõi chuyện 5 năm bị đánh mất để tìm thấy đáp án. Những khi cơn chán nản ngập đến ngút ngàn, lúc đó, thật ra con người ta thường không khóc. Hai, điều tuyệt vời nhất của chúng ta. Khi nhắc đến chuyện Thanh Xuân vườn trường không ai là không biết đến cái tên điều tuyệt vời nhất của chúng ta. Chuyện khắc họa rõ nét những cảm xúc ngây thơ, hồn nhiên và trong trẻo nhất của thanh xuân. Có một cảnh cảnh ngốc nghếch nhưng không kém phần đáng yêu, có một sư hoài học giỏi nhiệt tình có một lộ tinh hà khôi hài chân thành, có một giản đơn hồn nhiên dễ mến. Câu chuyện xoay quanh những dung cảm đầu đời của những cô bé, cậu bé mới đặt chân vào trường cấp 3. Không có tình tiết gây cấn hay kịch tính mà chỉ đơn giản là một thước phim trôi chậm và nhẹ nhàng về tháng năm thanh xuân. Ý nghĩa của tình yêu vốn dĩ là hai người ở bên nhau, cùng nhau thay đổi vận mệnh. Chúng ta ở bên nhau chính là điều tuyệt vời nhất. Điều tuyệt vời nhất của chúng ta. Năm 2016, Bộ truyện này đã được chuyển thể thành phim với sự tham gia của dàn diễn viên trẻ đầy tài năng, Đàm Tùng Vận, Lưu Hạo Nhiên, Vương Lịch Hâm, Lý Gia Thành. Ngay khi được lên sóng bộ phim nhận được sự ủng hộ của rất nhiều độc giả. 3. Thầm yêu, quốc sinh Hoài Nam Chuyện xoay quanh cuộc sống của nữ chính lạc chỉ là một cô gái rụt rè, nhút nhát nhưng với thành tích học tập xuất sắc. Những bài văn của cô thường được đọc làm mẫu cho các bạn khoa tự nhiên nghe, cô không nổi bật trước đám đông. Trái ngược hoàn toàn cuộc sống của nam chính Thịnh Hoài Nam, anh là một chàng trai hòa đồng, giỏi thể thao và có thành tích nổi bật nhất ở khoa tự nhiên. Anh chính là hình tượng soái ca trong lòng của rất nhiều nữ sinh trong trường, trong đó có cả lạc chỉ. Thầm yêu, quất sinh Hoài Nam Mặc dù rất thích Thịnh Hoài Nam thế nhưng lạc chỉ không dám làm quen với anh. Cô có cả một cuốn nhật ký viết về Thịnh Hoài Nam bị bỏ dở sau khi nghe tin anh có người yêu. Thời gian cứ trôi, lạc chỉ vẫn mờ nhạt và không lưu lại vị trí trong lòng Thịnh Hoài Nam. Lên đại học, Cô quyết tâm có bạn trai để quên đi mối tình đơn phương với Thịnh Hoài Nam, nhưng cô không thể ngờ rằng mình gặp lại anh. Sau đó, cả hai có thời gian và gần gũi nhau hơn. Lạc chỉ yêu Thịnh Hoài Nam, cả thế giới không ai hay biết. Thịnh Hoài Nam yêu Lạc chỉ, cả thế giới đều biết. Đây sẽ là sự lựa chọn cho những ai muốn gặm nhấm cuốn ngôn tình nhẹ nhàng và sâu lắng. 4. Xin chào ngày xưa ấy. Với thân phận là con riêng của Cục trưởng Châu, Dư Châu Châu lớn lên với sự ghẻ lạnh, coi thường của những ánh nhìn xung quanh. Thế nhưng trong hoàn cảnh khắc nghiệt ấy cô vẫn giữ được thái độ lạc quan, yêu đời. Đối ngược lại với cuộc sống của Dư Châu Châu, Lâm Dương là một chàng trai nhà giàu, đẹp trai lại vừa có thành tích nổi bật. Anh luôn đứng ra bảo vệ Dư Châu Châu nhưng lại không có nhiều ấn tượng cho đến khi vào năm cấp 3 cả hai học cùng trường. Những rung động ngây thơ của thời học sinh, cảm xúc ấy ngọt ngào vừa đủ chắc chắn đây là cuốn ngôn tình mà các bạn không thể bỏ qua. Xin chào ngày xưa ấy thật ra đến cuối cùng điều mà ta tiếc nuối nhất không phải là người nào cả mà là bản thân của năm ấy đã từng vì muốn có được chân tình của một người mà bất chấp tất cả không mảng đau thương